ai giống hai vợ chồng mình không cả nhà? Trưa nắng mà đi ra hái hái ớt nè, hái đậu rồng, hái dưa hấu, xong anh giật luôn cái giường bầu của mình sập luôn rồi, anh giật luôn rồi. Giờ mình ra mình hái sơ sơ, ảnh sao anh buồn quá, anh ra anh giật sập luôn cái vàng luôn. Để khoe với cả nhà nha, cái cây đậu rồng của mình nè, cây đậu rồng mà bữa mình trồng nè cả nhà. Đó, ở bên đây mà muốn ấy cái đậu rồng này nè, hiếm lắm nha, không có đâu. Thật sự là không có luôn á, mình mua, tìm mua mấy cái chợ cũng không có đâu. Đó, những cái mà hiếm hiếm như sầu riêng này kia thì nó sẽ chợ khác nó đưa qua, chỗ khác nó đưa qua thì nó sẽ mắc ha. Còn cái này là không có luôn chứ không phải là mắc cái rẻ mà không có luôn nè. Đó, cái giống này bữa là có cái cô kia cổ đem, sao mà đem từ Việt Nam qua đó. Thì mình mua được đâu 2-3 cây gì đó, đó trồng. Mà có cái cây này là lên là ok, mà nó hơi thiếu đất á. Bữa giờ mình cũng không có chăm sóc, không có thời gian chăm sóc nè. Cho nên thiếu đất á, nó không có được tốt lắm. Chứ nếu có vàng, có đất á thì nó sẽ tốt lắm luôn nè. Đó. Mà bữa được 2 gốc, mà gốc bên kia hả, anh xã mà anh xịt cái cỏ sao mà nó chết hết gốc luôn. Giờ chỉ còn có một gốc bên đây. Giờ mình sẽ hái thử nha, coi đếm được mấy trái nha. Mình sẽ để giống một trái hay là hai trái gì đó. Đó, cỏ này là non nè, ăn ngon, nó sảy luôn nè. Ây da, nó cũng dài dữ ha, một em. Đó, ớt nãy giờ hái rổ này, rổ thứ hai nè cả nhà. Cái này là hái đợt 2 rồi đó, chứ không phải đợt hồi bữa là gấp 2, gấp 3 lần cái này luôn á. Một chút nữa khoe cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ hái đậu rồng nè. Mình coi coi. Em này hơi già rồi, mình sẽ để giống luôn nè. Em này còn non nè. Cái này mà có mắm đồng hay gì chân á, trời ơi, chấm cái này mà không, nó sẽ còn mà bảy luôn. Cỡ gì là non mướt luôn, ăn ngon. Hai em, thêm em nữa, ba em. Đó, cái này mình chắc mình sẽ để giống cả nhà ơi, để không có giống uổng lắm. Một trái để giống nè, hai trái để giống nè, chắc mình sẽ để giống ba trái quá à. Ba trái này, mình coi coi. Mình sẽ hái em này. Hái em này luôn. Thôi coi còn không nha. Để phía sau này nó núp núp ngoài sau này ăn em nữa nè. Đó, em này cũng còn ok. Mình sẽ hái luôn em này. Đó, non xèo luôn. Còn đang ra nữa nè cả nhà. Đó, còn đang, nó còn đang ra bông ra trái nữa nè, quá chừng nè. Trên đây nữa nè. Đất Nam Mai thì mình sẽ mua phơ đất á, mình sẽ chăm thêm vô đây để nó thiếu đất nè. Thì giờ mình sẽ để ba em này để giống cho năm tới ha, năm tới mình trồng. Giờ mình sẽ để ba em này để mình làm giống nè cho năm tới, chứ cái này thì hơi hiếm á, mình không biết là năm tới người ta có bán nữa hay không á. Rồi nếu có bán thì mình sẽ mua nữa, mua nhiều cây á, mình sẽ làm cái vàng lên cả nhà. Thích ăn trái này lắm mà nó hiếm á. Đó, cả nhà xem cái vàng rau đắng của mình nè cả nhà, mình trồng hôm nay nó phúng ra nè, nhìn ngon ha. Không, này vài bữa có nồi lẩu ăn rồi. Rau đắng nhúng lẩu, lẩu đùi ếch hay là lẩu gì đó. Trời, rau đắng nhúng hết sảy luôn. Ừ, mình để vài bữa ha, cả chừng tuần nữa là mình sẽ hái vô. Hái vô rồi mình sẽ làm món gì đó với lại rau đắng nè. Đây cả nhà ơi, ớt mình vừa mới hái nè. Trưa nắng hai vợ chồng bơn bơn đi ra hái, giật sập luôn cái vàng bầu luôn rồi.
Cái này là không phải đợt đầu tiên nha cả nhà. Cái dưa hấu của mình á, là đợt thứ ba rồi nha. Hồi bữa vụ má mình á, nó chín nó tét ra hết mấy trái luôn cả nhà ơi, uổng lắm luôn á. Rồi cái mình ra mình hái đâu được hai ba trái gì á, này là hai trái cuối cùng là mình giật giật cái dây nó lên luôn rồi, hết trái rồi. Rồi bữa mấy bầu non mình hái vô mình nấu canh hết rồi. Đó, nó cũng èo èo, nó không có được lớn lắm. Đó, cà chua này, đậu rồng nè. Còn cái ớt này là cái đợt 2 nha. Cái đợt 2, còn cái đợt đầu hồi bữa mình hái gấp đôi cái này nè, gấp ba cái này luôn á. Mà cái giống ớt này ngon lắm cả nhà. Ớt này nè, giống ớt này cay dữ lắm luôn. Cay mà mình cắn tí xíu là mình không chịu nổi luôn á. Đó, mấy ông mà chuyên ăn cay mà chỉ cần cắn tí xíu thôi là la làng luôn á, nó cay dữ lắm luôn. Đó, mê không? Thế nào trái nấy thấy mê ha. Xin chào cả nhà ha. Cả nhà ơi, ha, lúc nãy mình có quay cái clip mà lúc còn nắng trưa đó, giờ cũng xế xế chiều chiều rồi, là hai chồng mình nó trưa nắng á đi ra ngoài sân đó, mình ra mình hái ớt, cái ảnh ảnh đi ra luôn, đâu có định là nhổ luôn mấy cái dây ấy đâu, nó tự nhiên cái trưa nắng ấy xung ba khía lên, hai vợ chồng đi ra mình định hái ớt, tại vì trưa nắng á mình thích mình ra hái là mũi nó không có cắn. Còn nếu mà chiều chiều mát mát nè, cỡ giờ này hay là hơn tí xíu nữa mình phải xịt mũi, không phải là mũi cắn dữ lắm, ở đây mùa hè mũi dữ lắm cả nhà ơi, con to to rồi nè, mũi lắm đó. Cho nên trưa nắng mình ra mình hái ớt, cái ảnh cũng đi ra anh ấy này kia, cái hồi ảnh hứng lên sao á, tại bầu cũng hết trái rồi, bữa giờ ăn quá trời á, anh nhổ sạch xuống luôn nguyên cái giàn bầu mình nhổ hết rồi, đâu còn hai ba trái dưa hấu á đó. Lúc nãy chia sẻ cả nhà đó, mình hái hết vô luôn, bữa giờ ăn cũng nhiều chập lắm rồi, bắt đầu là nhổ luôn cái dây dưa hấu này kia, năm tới mình sẽ trồng cái khác, mình trồng nhiều hơn ha. Đó rồi là hôm nay hái được ớt rồi dưa hấu rồi đậu rồng đó, nhưng mà không có lú mặt ra cho nên cũng quên chào cả nhà, sorry nha. Bây giờ thì chính thức là chào cả nhà, hai cả nhà, thì cái clip này là clip đầu tiên mình comeback lại sau ba tuần mấy á, có ba tuần, hơn ba tuần á, là nhà cũng có tin buồn á, má mình thì cả nhà biết rồi, má mình cũng vừa mới mất. Đó, thì giờ cũng tạm tạm ổn cho nên mình comeback lại mình làm, nhưng mà mình cũng chưa có make sure lắm là mình làm giống như trước nữa cả nhà ơi, giờ cũng như nhà nó hơi đơn chiếc á, thì mình sẽ ráng tranh thủ, còn nếu mà một tuần 3 clip không được, 2 4 6 không được thì mình sẽ ra 2 clip ha, nếu không được nữa thì mình ra 1 clip làm giống như đam mê cả nhà ơi, chứ sự cái này mình thấy nó cũng không có mà tương lai gì lắm, nhưng mà thôi thì làm đam mê, chia sẻ cả nhà cho cả nhà vui với mình ha. Đó, thì hôm nay là vẫn còn mùa hè mà sắp vô thu rồi cả nhà, sắp vô thu nghĩa là lá sắp rụng xuống. Một năm ở Mỹ thì nó sẽ có 3 mùa, mùa hè nè, mùa thu lá rụng nè, mùa hè là cây cối nó mọc lên đó, rồi mùa thu tới mùa thu lá rụng, rồi tới mùa đông là snow xuống, là ở trong nhà không đó, không có ra ngoài sân, lạnh tê cống luôn á, tê lỗ tai luôn á, chỉ có xúc tiết thôi. Mùa hè thì mình ra mình phải lụm lá, tại lá nó rụng xuống hết rồi nè, đó cần mấy ngày là nó rụng trắng rồi mình phải dọn, ở đây ở Mỹ vậy đó. Rồi mùa hè thì mình trồng, mình phải cắt cỏ đó, mệt vậy đó. Ở nhà thì đẹp, xung quanh nó làm đẹp lắm nhưng mà cũng phải mệt. Mùa đông xúc tuyết nè, mùa hè thì đi ra phải cắt cỏ, lim cỏ xung quanh á, mình không có để được để cao nó phạt mình đó, đó vậy đó. Rồi mùa thu xuống, gọi là mùa thu là lá nó rụng xuống á, thì mình phải gom hút lá, hút lá quét lá cho sạch chứ cũng không để cho dơ nữa đó, mệt lắm, căng lắm. Bây giờ thì mình chia sẻ tại sao mà trước mặt mình có cái nhánh trái mà đỏ đỏ như vậy, cả nhà biết trái gì không đó, mình kể kể vui lắm. Đây nguyên cái nhánh nó sẽ như thế này nè cả nhà, cái này là mình hái hồi chiều hôm qua rồi nha, mà chưa có thời gian để lặt cái trái này ra đó, thì mình ấy gần lại cho cả nhà xem nha. Đó là lý do tại sao mình có cái cây này, cái cây này là cái cây gì cả nhà biết không? Cái trái nó sẽ như thế này nè, trái cỡ vậy nè, nó nhìn nó đỏ đỏ giống trái sơ ri ha, nhưng không phải đâu, táo rừng đó. Gọi là táo rừng là nó mọc quen đó, có người thì người ta trồng, còn nếu không ấy thì nó tự nó mọc ngoài đường. Cái cây này là nó mọc quen nè, cái cây này á là mình biết cái cây này lâu rồi, nhưng mà hôm qua vô tình mình chạy ngang, mình đi chợ cả nhà, rồi để mình lặt này mình nói ha, mình đi chợ xong mình thấy cái trái đỏ 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 đỏ, mình nói chắc nay chín rồi, mình kêu anh xã mình tấp xe vô cũng gần đây à, đường chạy đi chợ là chẳng ngang có cái cây đó, năm nào hai chồng cũng hay hái đó. Tấp vô thì thấy đấy, trái chín vậy, ăn thử trái trời ơi nó ngon cả nhà ơi, nó không có, nó cái kiểu nó chua chua ngọt ngọt mà nó giòn, mà nó vẫn còn hơi hơi tí xíu chát, nhưng mà cái này chấm muối ăn hoặc là mình đâm dập dập á
rồi mình xóc muối á, trời ơi, má ơi, ăn trời cống rồi. Kiểu nó giòn mà nó chín vậy nhưng mà vẫn còn giòn lắm luôn á. Năm nay ngon, năm nay trái này ngon nè. Mấy năm trước mình hái đó, nó chua quá mình ăn không nổi luôn á. Mình biết rồi mình sẽ để chín vậy mình hái nè cả nhà. Thì nó cái kiểu của nó là nó không có chua lắm, mình ăn ngon. Rồi cái này mà mình hái về mình làm mứt cũng ngon lắm luôn á cả nhà. Mình ấy với đường mình làm mứt á, trời ơi nó sảy luôn á. Để tuần tới mình ra cái còn không mình hái hết ngoài đó luôn. Trời ơi, mình chia sẻ cả nhà, tại vì hôm qua không có đem cái máy theo nó, chứ có đem là mình quay rồi. Nguyên một cái cây này nè, nó bằng to hơn cái cây lê cây táo của mình ha, mà hả trái đỏ rực luôn mà. Mình sẽ, tại không có đem đồ đựng, cái mình ảnh đậu xe xuống cả nhà biết không, cái mình xuống mình định hái à, mình đứng mình hái mà mình thấy bây giờ hái là chừng nào mới xong. Có mình leo xuống là hai nhỏ với chồng mình ngồi lên xe, tại vì mình muốn mà chứ đâu có ai ăn đâu. Anh xã mình là người thích ăn này nhất, bữa nay anh cũng lười nữa. Xong rồi cả nhà biết là sao không, giờ mình suy nghĩ trong đầu mình liều rồi, mình ngó xung quanh mà cái cây là cái cây mọc quen nhưng mà mình liều rồi, mình ngó xung quanh thì mình không thấy ai cả nhà biết không. Mình thò tay mình coi cái nhánh nào mà nó nhiều nhất, cái cánh này cũng là hơi nhiều hay chưa nhiều lắm mà nó gần tay á, mình phát mình bẻ một phát mình chạy lên dọc lên xe mình kêu ảnh chạy chạy về. Thực chất là cũng không có ai nói nhìn nhưng mà cảm giác giống như mình hơi sợ á, mình giống như mình không tưởng tượng giống như mình đang chôm trái cây của ai mà thực chất là cái cây này mọc quen. Nhưng mà tại vì nếu mà mình đứng mình hái từng trái thì mình không có khe, nhưng mà tại vì mình bẻ nguyên nhánh tự nhiên mình thấy nó hơi kỳ kỳ đó, rồi cái kiểu giống như hơi lý lắc cả nhà ơi. Nhưng mà nó nhanh gọn lẹ bẻ nhánh, tại nó quá nhiều rồi đâu ai để ý đâu, phải không, mình chỉ bẻ nhánh nhỏ thôi đó. Cái đó mà nếu mà người ta trồng chắc người ta sẽ phiền lắm á, tại vì mình bẻ nhánh của người ta mà nguyên cái nhánh này nè, thấy không. Thí dụ cây của mình đi ai lại hái rồi ok mình bẻ nhánh mình cũng đâu vui đâu. Mà cái hên cái là cái cây mọc quen mình mới dám làm vậy á cả nhà. Bây giờ lặt vô hồi chấm muối ăn thử ngon lắm luôn, nhức nách luôn. Hồi xưa mình cũng ít ăn trái này, lúc mình mới qua anh xã mình mỗi lần chạy ngang cái anh tấp vô anh hái bỏ vô cái món nón này nè, về anh chấm muối mà nó chua, trời ơi, má ơi nó chua dữ lắm luôn, mình ăn không nổi luôn á. Mà sáng nay vậy là để chín cả này nè cả nhà, mình biết rồi nè, để chín cả này thì nó sẽ chua chua ngọt ngọt, ăn giòn giòn ngon lắm. Cái này làm mứt ăn, trời ơi, làm mứt ăn là ăn giống như là chùm ruột luôn á, mình nghĩ vậy đó. Giờ còn rảnh nhiều lắm luôn á, mà ngày mai mình lại đi làm rồi ham hố. Cái này mà ấy ra làm mứt cũng được nữa nè, mình thử mình làm mứt thử coi, mình hồi vô mình thử mình áo đường mình làm mứt thử ha, nó coi nó ra làm sao. Nếu mà ngon rồi mình lên rảnh mình hái hết cái cây rảnh về mình làm mứt. Rồi nó vui thôi, mình bẻ xong cái nhánh này mình đem lên xe mình xách lên xe, trời anh xã mình với hai đứa nhỏ nó trời ơi em bẻ vậy luôn hả, hai nhỏ mình nó mami mami bẻ cái nhánh luôn hả, cười đau bụng. Qua hái xuống nó còn tươi lắm, lúc đầu cái mình đâu có thời gian mình ấy, cái mình để đó ăn giờ ngày hôm nay mới có thời gian ra ngồi lặt nói chuyện tám với cả nhà tí xíu này. Sự là nói thật lòng là mình cũng đang nản nản về cái nghề YouTube này cả nhà ơi, nhưng mà bỏ ngang thì nó hơi uổng đó. Mà bây giờ đeo tiếp thì con không biết là đu đeo được tới đâu nữa, tại vì biết sao không, mình theo như mình nghĩ á nha, thì làm cái này á thì chuyên giống như nghề nào cũng vậy á, mình chuyên về cái nghề đó thì nó ok hơn. Còn mình cứ tẻ tẻ ra hai ba chớp á, mình làm cái không cái nào ra cái nào á, giống như cái nghề YouTube này là cái nghề mà không phải nghề chính của mình. Nghề chính của mình là nghề làm nail, hiểu không, nghề làm nail. Làm nail thì nghề nail ở Mỹ thì cũng ok lắm, bữa nào mình có dịp mình chia sẻ trong tiệm mình như thế nào á, cũng hơi hơi khó quay nhưng mà để mình cố gắng ha. Đó, mình chia sẻ nghề nail ở Mỹ thì cũng ok lắm, người Việt mình mà chịu xuyên chịu khó. Nhưng mà giống như là tự nhiên cái muốn làm thử cái gì đó mới mới lạ lạ, muốn chia sẻ với cả nhà cái gì đó mới mới lạ lạ đó, cái mình mới làm thử, làm thử thì thấy cũng đam mê, cũng có cái gì đó thú vị. Nhưng mà nó hơi cực, hơi cực cái là cả nhà biết làm sao không, tại vì mình
Mình nói chung là đa số những người bên đây là quá bận rộn. Thật sự rất là bận rộn, không có thời gian để thở luôn. Đó, ăn là vội vội vàng vàng. Ngày nghỉ thì mình là hiện tại là mình có 2 ngày nghỉ, maybe là vài bữa là mình chỉ có 1 ngày rưỡi nghỉ thôi đó cả nhà. 1 ngày rưỡi đó thì làm được gì cho 3 cái clip trong 1 tuần. Cho nên còn nếu mà ráng cố gắng có thể thì mình sẽ chia sẻ, không có chia sẻ về nấu ăn làm sao mà chia sẻ về món ăn hàng ngày, giống như hàng ngày mình ăn cái gì, mình đi làm gì, mình ăn cái gì á. Thì nếu mà cái đó thì có thể ha, rồi ngồi tám với cả nhà tí xíu vậy á, thì có thể ấy được 1 tuần 3 cái. Thì để mình coi tình hình coi như thế nào đã. Còn nếu mà không làm nên trò trống gì nữa, không có ấy thì mình sẽ chắc mình bỏ kênh luôn cả nhà, chắc ngưng làm cái này quá, đuối quá rồi. Thật sự rất là đuối luôn. Tại không có thời gian đi tương tác với cả nhà đó. Trừ khi ngày nghỉ thì mình vừa làm đồ ăn, vừa làm công chuyện mà vừa lên xem tương tác với cả nhà đó, vậy đó. Thì một nhánh đó mình hái ra được rổ vậy nè cả nhà, thấy không? Nhìn nó đỏ đỏ, màu đẹp ơi là đẹp, dễ thương ghê luôn á. Mình ăn rồi, ăn thử rồi, nó chua chua ngọt ngọt mà nó giòn, thiệt là giòn. Mà nó bột bột nữa. Thì cái này tí xíu vô á thì sẽ chấm muối ăn thử, xong rồi mình sẽ thử mình làm mứt ha. Mình làm, nếu mà mình làm ngon á, mình làm nó ra ngon cái gì thì cái clip tới á mình sẽ lên mình hái cái cây trên đó, mình chia sẻ cả nhà về chia sẻ cái cách làm mứt này như thế nào. Còn bây giờ thì mình sẽ làm thử nha, làm thử thì không dám chia sẻ tại không biết nó ra như thế nào ha. Còn bây giờ thì cảm ơn cả nhà lần nữa rất là nhiều, những bạn cũ trước khi mà trước 3 tuần trước á đã ủng hộ mình này kia, thì nếu có thời gian thì mình sẽ đáp lễ lại ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại clip sau ha, bye bye.